Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận 0.3 tập cần IFC khoảng tương đương khoảng 21 đô của các anh em. Để tham gia nhấn quản lý chiếc phần link mô tả, mở Telegram ra, bấm nút start list chat bot nè. Ủng hộ góp này các bạn lương nước cấp trang nha bạn. Cũng vừa mới ra luôn. Rồi 52 cộng 12 là 64 nè. Mình cố gắng tìm những rồi. 1 IFC bằng 70 SUSD USD. Mình cũng chưa có test đích sàn chứ các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào hai kênh group nữa nè. Rồi bạn bắt đập lên các bạn. Kênh 2 các bạn join vào kênh seller của nó nè. Bấm vào emoji rồi bắt đập lên các bạn. Rồi các bạn theo world thì các bạn follow và đi tiếp request lên nè các bạn. Đây thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận tôi cần trước đi. Sau này nó có đích sàn về mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn bán sao nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút theo dõi các bạn. Mình check thông tin. Con này nó cũng sẽ đi lên Uniswap nữa nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn test lại. Rồi các bạn chỉ test lại thôi các bạn. Like cho nó vài bài đi các bạn. Phần này mình được thông tin chút quá. Nó sẽ list sàn tiếp là Hubit, Exchange, Hubit, Uniswap, Microsoft Exchange. Con này sẽ list được nhiều sàn các bạn. Rồi bạn like 237. Rồi nhiệm vụ 2 bạn bắt đắp lên. Rồi các bạn bấm nút start nha bạn. Rồi này mình join rồi. Nếu mình join rồi thì pha mình kiểm tra lên các bạn. Rồi mình join rồi thì bấm bấm vào phone connect. Rồi các bạn điền lại địa chỉ username theo word của các bạn. Các bạn vào trang shader của tất cả các bạn. Các bạn này memo. Vào trang cá nhân của bạn copy username các bạn. Vì cái trang shader của mình nó bị khóa ạc nên mình làm cái username mới nó hơi khó quá. Rồi các bạn mở địa chỉ ETH khóa liệt ra. Bắt địa chỉ ERC20 vào các bạn. Rồi các bạn thấy chép vào không các bạn? Các bạn bắt vào không các bạn? Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tập cặn 0.05 FC. Các bạn bấm vào My Balance nha các bạn. Rồi vậy video mình ở đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang ủng hộ mình. Mình sẽ có dịp tổ chức tặng event tặng token cho tất cả các bạn sau nha tất cả các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.